Phật ở trên kia cao quá, mãi mãi không độ tới nàng. Vạn dặm tương tư vì ấy, tiếng mõ vang lên phũ phàng. Chùa này không thấy bóng. Chị uống bia, uống cho nó mát rồi em. Chú Quán ơi, đá bàn này. Dạ. Đá bàn này. Chứ vậy. Ôi, ông làm cái gì vậy? Bà mới kêu đó, đá bàn này. Ủa, tao nói tất cả chúng mày nghe đây. Đấy, tao bị mất cái ví. Bây giờ đứa nào lấy của tao, mau khai ra, không tao không để yên đâu. Alo, thằng chó nó đây. Cái này láo nào? Ông đây. Ôi trời, mày đang ở đâu ạ? Ông à, à, con đang ở đầu dây bên này ạ. Ủa mày, tao hỏi là mày đang làm gì? Dạ, con đang nghe điện của ông ạ. Ô, cái thằng Ngân này. Ai chả biết là mày đang nghe điện thoại. Hỏi thăm nhà súng bắn có chết không anh? Chết chết. Lựu đạn nổ có chết không anh? Bành xác đó. Anh xin phép anh em đi. Cái gì đi đâu vậy, vậy? Đâu vậy? Nếu không ở đây anh nổ em cũng chết. Có một câu hỏi khó quá, con hỏi cho mẹ nè. Lý do nào con được sinh ra đời? A, do ba con. Ê, khoan khoan khoan. Dạ. Ừ, có công hàng xóm không? Dạ có. Ừ, chọn đó đó. Đen. Dạ câu C, ông hàng xóm là. Mùa đông mây lừng lừ trôi, trời niềm trong năm bàn tình ơi. Trời anh ấy bao đồng rồi, mà anh em cho về biển được. Người xe bên anh nhé, chẳng bao giờ cách xa. Người xe bên anh mới, chẳng điều gì có thể xa anh vơi. Trái tim này thề suốt kiếp. Chúng ta sẽ yêu nhưng đáng tiếc là ai khác. Không phải nhìn nhau nữa đâu, duyên tình ta giờ phai nhạt. Nơi cánh chim ùa về, nơi đó đâu gần kề. Chẳng đi cùng lề, vì thế nhiều thằng hề kề. Cuộc đời này trôi cứ như áng mây ngày, bay đến nơi đó đây. Dây giấc mơ với nhau mà đau lắm anh có hay. Thương thân ai bờ vai ngày xưa yêu thương, mà giờ đành xa xăm một phương cuối con đường. Để mình nói cho mà nghe, tâm hồn này chẳng để lặng lẽ. Thương cho xót mẹ, thôi thì mặc phần đời mình chơi vơi. Để Huy nói cho mà nghe, tâm người con gái cô đơn lắm đây.